Sếp lớn Man City ra đi, tương lai Pep Guardiola bất bền. Giám đốc thể thao Man City, ông Siki Bejirison sẽ chính thức rời cương vị của mình khi kết thúc mùa bóng 2024-25. Câu chuyện tương lai Siki Bejirison sẽ chỉ làm tăng thêm đồn đoán thời gian tại vị của Pep Guardiola tại Etihad. Bejirison gia nhập Man City từ Barcelona hồi năm 2012 và đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Guardiola đến câu lạc bộ năm 2016, tạo nên giai đoạn thành công nhất lịch sử Citizen. Ông cũng sẽ xác định và bổ nhiệm người thay thế mình, bắt đầu đảm nhiệm vị trí mới từ năm sau. Giám đốc thể thao sắp mãn nhiệm dành ra 6 tháng để giúp người mới ổn định trước khi kết thúc hợp đồng với Man City. Danh tính vị giám đốc mới ở sân Etihad chưa được tiết lộ, nhưng Hugo Viano đang làm vai trò tương tự tại Sporting Lisbon là ứng viên hàng đầu. Được biết, Bejirison từng có ý định nghỉ việc cách đây 5 năm nhưng vẫn ở lại góp sức cùng Man City giành chức vô địch Champions League đầu tiên mùa 2022-23. Tương lai Pep Guardiola không nhất thiết gắn liền với Bejirison. Tuy nhiên, viễn cảnh mất đi đồng minh chủ chốt làm việc tin cậy sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định của Pep. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.